mải mê tung đấm vào tổng, tôi bị võ sĩ Minh Chính thọc đòn chí tử gục. Chính trường Việt Nam những ngày qua liên tục có những diễn biến rất bất ngờ. Vào chiều ngày 21 tháng 5, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết sẽ bổ sung việc miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an đối với ông Tô Lâm vào chương trình nghị sự của Quốc hội kỳ này. Đây được xem như bàn thắng vào phút thứ 89, ghi bàn 1-0 nghiêng về phe Tổng Trọng. Cơ hội cho Tô Lâm gỡ gạc lần này rất ít, nếu không muốn nói là không thể. Trước đó vào ngày 19 tháng 5, cũng chính ông Bùi Văn Cường đã ra thông báo khác hẳn. Trong chương trình họp Quốc hội không có phần miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an. Như vậy, chỉ sau 2 ngày, ông Cường đã thay đổi, quay ngoắt tới 180 độ. Điều này làm cho người dân và những người theo dõi sững sờ. Được biết, Trung ương Đảng nhóm họp Hội nghị Trung ương lần thứ 9 từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5. Như vậy có thể hiểu Hội nghị Trung ương 9 của Trung ương Đảng chưa ra quyết định miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an đối với ông Tô Lâm. Từ đó có thể suy ra quyết định miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an chỉ xảy ra sau ngày 19 tháng 5. Trong khi đó, từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5, không bất kỳ một kỳ họp bất thường nào của Trung ương Đảng diễn ra. Ông Bùi Văn Cường cũng cho biết, phía chính phủ đã gửi tờ trình đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tờ trình này do Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký, đề nghị Quốc hội trình các đại biểu xem xét để thông qua điều chỉnh chương trình kỳ họp, bổ sung nội dung miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với ông Tô Lâm. Đây là một bất ngờ rất lớn. Như vậy, quyết định này là do ông Phạm Minh Chính lấy tư cách là người đứng đầu của chính phủ để loại ông Tô Lâm ra khỏi Bộ Công an nhằm giảm bớt quyền lực của ông. Ông Chính đã nhanh chân tung cú cước hiểm vào Tô Lâm mà không cần thông qua Trung ương Đảng. Đấy cũng là cách mà Tô Lâm đã sử dụng trong vài tháng qua để triệt hạ Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ một cách bất ngờ. Ông Phạm Minh Chính chỉ lặp lại đúng theo cách mà Tô Lâm đã làm đối với ông Tô. Ông Tô Lâm thì cố bám ghế giữ ghế Bộ trưởng Bộ Công an, mặc dù đã lên chức nhằm bảo hộ bản thân và gia đình mình, chống lại những nguy hiểm rình rập. Và nếu còn có thể thì sẽ tung thêm vài cú đấm vào ban bí thư mới vừa được gia cố của ông Tổng nhằm loại bớt người. Nhưng Tô Lâm chưa kịp ra đòn thì chính ông đã bị dính trưởng và knock out kẻ tung quyền cước kia, chính là kẻ đã từng giả vờ hợp tác với ông Tô trong vụ đánh Vương Đình Huệ. Tô Lâm dính đòn này xem như ban bí thư của ông Trọng được giải vây. Tuy nhiên, vấn đề sâu xa hơn là Phạm Minh Chính tung đòn hiểm để loại đối thủ nguy hiểm nhất có thể tranh với ông, việc kế nhiệm chiếc ghế tổng bí thư. Sở dĩ Phạm Minh Chính dám cho đánh úp không theo quy trình do đảng luật quy định là bởi việc làm này của Phạm Minh Chính sẽ được 14 ủy viên của Bộ Chính trị khác ủng hộ, trừ ông Tô Lâm. Có lẽ lợi dụng thời cơ và lúc mà gần như toàn bộ Trung ương Đảng, toàn bộ Bộ Chính trị ai ai cũng căm Tô Lâm. Nhưng khi Phạm Minh Chính tung đòn sẽ làm vừa lòng rất nhiều người. Lâu nay Tô Lâm có lợi thế do nắm binh quyền trong tay cộng với máu liều bất chấp nên ông đã làm phản. Ông vốn không được xếp vào hàng đa mưu túc trí mà bị đánh giá là võ bền nhiều hơn, bởi Tô Lâm có thói quen xấu là dựa vào bạo lực. Một lần nữa, cú ra đòn mới đây của ông Phạm Minh Chính lại càng củng cố thêm nhận định rằng ông Chính là người chơi cờ người rất giỏi. Trong hầu hết các trận đấu, cầu thủ Phạm Minh Chính lờ đờ trên sân, không hề tham gia bất kỳ pha tấn công, tranh đoạt nào. Nhưng đợi đến phút 89, khi Tô Lâm hở sườn, là ông Chính tung đòn quyết định hạ đối thủ. Ở khía cạnh này, Tô Lâm không bằng Phạm Minh Chính. Trước mắt, cú ra đòn của ông Chính đem lại lợi ích và sự an toàn cho phe ông Tổng. Giờ đây, đường đến ghế Tổng Bí Thư của Phạm Minh Chính đã rộng mở. Tuy nhiên, ông Trọng vẫn chưa thể hiện ý định từ bỏ quyền lực. Nếu trong tương lai gần có xảy ra trận kịch chiến giữa Phạm Minh Chính và Nguyễn Phú Trọng, thì người dân lại có cơ hội mà xem phim Sư Tử Già Chiến Hổ Dữ. Đảng là như thế, kẻ này gục, kẻ khác lại ngoi lên chiến nhau chí tử. Đất nước tan hoang, kinh tế đổ nát, đời sống người dân cực khổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin đang mải mê tung cú đấm vào Tổng, Tô bị võ sĩ Phạm Minh Chính thọc đòn chí tử gục.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Nếu để mất Bộ Công an, có thể Tô Lâm sẽ cần tới 50 hectare đất. Thông tin ban đầu đưa ra, Tô Lâm sẽ kiêm nhiệm hai chức vụ, vừa là Chủ tịch nước Việt Nam, vừa là Bộ trưởng của Bộ Công an. Đây được xem là thắng lợi của ông Tô Lâm. Tuy nhiên, ở thời điểm này, chính trường biến động khó lường. Trong ngày làm việc thứ hai của kỳ họp Quốc hội lần thứ 7, đã có chuyển biến xảy ra. Một tín hiệu bất lợi cho Tô Lâm xuất hiện, đó là Quốc hội cho miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an của Tô Lâm. Điều này khác hoàn toàn so với thông báo trước đó 2 ngày của ông Bùi Văn Cường, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Cách giành quyền lực của Tô Lâm đã khiến nhiều người khiếp sợ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Tô Lâm gây thù chuốc oán với quá nhiều đồng chí trong đảng. Hiện nay trong Bộ Chính trị không còn ai tin tưởng Tô Lâm. Có thể nói trong 16 ủy viên Bộ Chính trị thì 15 người xem Tô Lâm là mối nguy. Điều này khiến bản thân Tô Lâm phải đối diện với mối nguy thực sự. Như vậy, Tô Lâm buộc phải giữ thượng phương bảo kiếm của Bộ Công an thì mới có thể cứu lấy mình. Còn nếu để bị tước mất thì xem như số phận của Tô Lâm đã bị định đoạt. Cuộc chiến tranh giành quyền lực mỗi ngày một khốc liệt hơn. Tô Lâm phải đối đầu với cả Bộ Chính trị, chứ không chỉ riêng thế lực nào cả. Bởi ai cũng sợ Tô Lâm tung quân điều tra sân sau và những khoản tiền nhận hối lộ của mình. Chính vì thế, sự thắng thế của Tô Lâm trên chính trường chỉ là nhất thời. Rất nhiều phe cánh đang nằm im chờ thời. Bất cứ khi nào thế lực của Tô Lâm có dấu hiệu suy yếu, thì quân chống Tô Lâm sẽ nổi dậy rất đông. Lúc đó Tô Lâm khó mà chống đỡ được. Tô Lâm đang ngồi chiếc ghế Chủ tịch nước nhưng lại kiêm luôn chức Bộ trưởng Bộ Công an. Đây sẽ là mối nguy thường trực đối với bất kỳ quan chức nào trong đảng, từ trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, hiện nay Tổng Trọng đã nắm trong tay quá nửa số ủy viên Bộ Chính trị. Một khi ông Trọng đã quyết tâm trừ khử Tô Lâm để tránh hậu họa thì ông sẽ làm được điều đó. Bởi điều này quyết định sinh mạng chính trị của ngay bản thân ông. Ngay cả Thủ tướng Phạm Minh Chính thời gian qua cũng im lặng quan sát và đợi thời. Nếu ông Trọng ra tay triệt Tô Lâm thì Phạm Minh Chính sẽ ngả về phe ông Trọng để loại đối thủ nguy hiểm nhất này. Chủ tịch nước Tô Lâm không giống với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cũng không giống với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Hai người này hầu như không gây thù chuốc oán sâu sắc với các nhân vật khác trong Bộ Chính trị. Chủ tịch nước Tô Lâm gần giống với Chủ tịch nước Trần Đại Quang hơn. Một số nhà quan sát đánh giá, kẻ thù của Trần Đại Quang tuy nhiều nhưng cũng không nhiều như kẻ thù của Tô Lâm. Trần Đại Quang không xuống tay với đồng chí nhiều như Tô Lâm. Đặc biệt, Trần Đại Quang chỉ mới manh nha âm mưu tạo phản, chứ chưa ra mặt tạo phản như Tô Lâm thực hiện trong thời gian vừa qua. Do đó, khi Tô Lâm mất quyền kiểm soát Bộ Công an, thì Chủ tịch nước Tô Lâm gặp nguy hiểm hơn rất nhiều so với Chủ tịch nước Trần Đại Quang trước đó gấp nhiều lần. Vậy mà Trần Đại Quang còn bị các đồng chí của ông loại bỏ bằng một cách hết sức tàn nhẫn. Nếu Tô Lâm cũng rơi vào tình thế tương tự, liệu có thoát khỏi nanh vuốt của các đồng chí hay không? Đây là câu hỏi đang được đặt ra. Trần Đại Quang đã phải nằm vĩnh viễn tại mảnh đất ruộng gần 50 hectare. Các đời chủ tịch sau ông thì may mắn hơn, họ chỉ bị mất chức chứ không mất mạng. Còn Tô Lâm nếu để vuột mất Bộ Công an thì cũng nên chuẩn bị 50 hectare đất đi là vừa. Thế của Tô Lâm hiện nay là nếu không thịt người khác thì sẽ bị thịt bởi bàn tay của các đồng chí trong đảng. Vậy thì ở vào tình thế hiện nay, nếu vẫn muốn giành quyền lực, ông Tô Lâm chỉ còn cách manh động, tàn bạo, bất chấp, bất tuân luật lệ, phản kháng đến cùng. Tuy nhiên, hậu quả của việc này sẽ rất khủng khiếp, thậm chí có thể vượt tầm kiểm soát của cuộc chiến công đình đang mỗi ngày một thêm khốc liệt. Đã đến lúc các thế lực trong đảng đánh nhau không thèm che giấu nữa. Ngày một công khai hơn, càng về sau, phim sẽ càng hay và đầy kịch tính.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin nếu để mất Bộ Công an, có thể Tô Lâm sẽ cần tới 50 hectare đất. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.